hươu cao cổ hạ gục đàn sư tử lầm le tấn công từ phía sau. Những con sư tử đói đu bám cẳng chân của hươu cao cổ và kết quả khiến tất cả bất ngờ. Hươu cao cổ là những con mồi ưa thích của sư tử trong tự nhiên nhưng không phải bất cứ cuộc đi săn nào của kẻ săn mồi khét tiếng này cũng đạt kết quả như mong đợi. Đoạn video quay cảnh đàn sư tử thi nhau tấn công hươu cao cổ và khả năng chống chọi đáng kinh ngạc của sinh vật cao lớn gây bất ngờ. Từng con một trong đàn sư tử thi nhau nhảy lên, bám chặt vào đuôi, vào chân hươu cao cổ. Khi sư tử chưa kịp ngoạm hàm răng để khống chế kẻ địch, thì ngay lập tức đã lĩnh trọn cú đá trời giáng của hươu cao cổ vào mặt và nằm lăn ra đất. Loài động vật có vú kiên cường này tung hoành dữ dội, dùng chân sâu đá dân những con thú gây gớm. Không chỉ sở hữu lợi thế về thể hình, hươu cao cổ dường như còn chạy nhanh hơn rất nhiều so với đàn sư tử. Một số con cũng thử tiếp cận từ phía sau nhưng phải từ bỏ vì suýt bị trúng đòn đá hậu của hươu cao cổ.